Và qua chỉ số này thì nó đang nói với chúng ta đó là vốn hóa của Bitcoin hiện tại nó đang thấp hơn so với vốn hóa thực tế của Bitcoin, tức là Bitcoin đang bị định giá thấp ở trên thị trường và rất là tốt để chúng ta thực hiện cái phương pháp đầu tư đó là mua trung bình giá theo định kỳ, có thể là hàng tháng hoặc là hàng tuần ha các bạn. Ok, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật. Và video này sẽ có chủ đề là Fed đã tăng 75 điểm lãi suất, Bitcoin đã giảm mạnh và kịch bản sắp tới sẽ như thế nào. Và lúc 1 giờ sáng khuya ngày 22 tháng 9 thì đã có tin tức về lần công bố lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Và trong cuộc họp này thì họ vẫn tăng 0,75% lãi suất và nó tăng lên mức là 3-3,25% lãi suất tính đến thời điểm này. Và việc này thì nó cũng đã khiến cho giá của các đồng crypto cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động rất là mạnh. Sau khi công bố lãi suất thì chủ tịch Fed còn phát biểu rằng là Fed rất là cứng rắn trong kế hoạch là đẩy lùi lạm phát về mức 2%, kể cả việc khiến cho nền kinh tế rơi vào tình trạng đó là suy thoái cũng như là tỷ lệ thất nghiệp nó tăng lên giống như các đợt suy thoái kinh tế trước đây. Thêm vào đó thì chủ tịch Fed đã cho rằng là thị trường bất động sản tại Mỹ nó đã sốt nóng rồi, cho nên là nó cần phải có một khoảng thời gian là giá nó bắt đầu điều chỉnh, tức là nó sẽ giảm trong ngắn và trung hạn. Tính đến thời điểm hiện tại thì mỗi lần mà Fed họp để tăng mức lãi suất thì họ đã có 3 lần tăng 0,75% và mục tiêu của họ đến cuối năm nay là 4,25-4,5% mức lãi suất trong hai cuộc họp cuối năm nay vào tháng 11 và tháng 12. Vậy thì theo như kế hoạch của Fed thì họ sẽ còn tăng là 1,25% lãi suất nữa từ nay cho đến cuối năm trong hai cuộc họp. Và mình dự đoán rằng là trong tháng 11 họ sẽ tiếp tục tăng mức lãi suất là 0,75% và tháng 12 họ sẽ tăng mức lãi suất là 0,5% và thị trường nó sẽ tăng trưởng trở lại khi mà tháng 12 họ chỉ tăng là 0,5% lãi suất, bởi vì là thị trường nhận thấy rằng là Fed đã bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất. Sau tin tức tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày hôm qua thì nó đã khiến cho giá trị của đồng đô la Mỹ, tức là chỉ số DXY, nó tăng lên rất là mạnh và nó càng khiến cho các quốc gia mà đang phát triển có các khoản nợ bằng đồng đô la Mỹ phải chịu một cái áp lực tâm lý rất là căng thẳng, bởi vì là giá trị của đồng đô la Mỹ nó tăng lên mạnh như vậy thì giá trị khoản vay của họ, của các quốc gia này nó cũng sẽ tăng lên. Như trên màn hình thì các bạn cũng đã thấy được thì đây là biểu đồ kỹ thuật của chỉ số DXY, là chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Và hiện tại thì có khả năng cao là chỉ số DXY này nó sẽ tiếp tục tăng lên cái mức vùng kháng cự 117 cho đến một vùng 120 ha các bạn. Và có thể là nó sẽ tiếp tục tăng được là 4,67%. Và vùng kháng cự này ở trên khung thời gian tháng, cho nên đây là một khung thời gian rất là lớn. Và vùng kháng cự này nó đã được thiết lập ở đợt giai đoạn đó là ở cuộc khủng hoảng kinh tế, bởi vì là bong bóng .com ha các bạn, diễn ra vào năm 2000 cho đến năm 2001. Thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như chỉ số DXY này nó tiếp tục nó tăng lên thì thị trường crypto cũng như thị trường chứng khoán Mỹ nó vẫn sẽ còn giảm trong thời gian sắp tới. Và chỉ khi nào mà chỉ số DXY này nó bắt đầu nó có những tín hiệu đảo chiều, ví dụ như là những cụm nến binh ba giảm giá, hay là bearish engulfing, hay là bearish fakey, thì lúc đó thị trường mới bắt đầu tạo đáy của chu kỳ. Nếu các bạn muốn mua crypto mà chưa có tài khoản thì có thể đăng ký bằng đường link sàn Binance hoặc là sàn FTX. Mình sẽ để một đường link ở dưới phần bình luận của video này nhé. Như các bạn cũng đang theo dõi thì khi mà chỉ số DXY này nó tăng mạnh lên thì sức mạnh của đồng đô la Mỹ nó cũng đang càng mạnh hơn. Vì vậy cho nên những hàng hóa mà nhập khẩu vào thị trường Mỹ nó sẽ có giá rẻ hơn so với lại những hàng nội địa của Mỹ hay các bạn, bởi vì là chỉ số đồng đô la Mỹ này nó đang tăng lên mạnh như vậy và lạm phát nó cũng sẽ bắt đầu nó giảm xuống, bởi vì là người dân Mỹ đang bắt đầu là đỡ áp lực hơn với những chi phí hàng hóa thực phẩm. Và theo một nhận định của trưởng phòng phân tích tài chính công ty Bankrate cho rằng là Fed đang đuổi bắt theo lạm phát và chưa thể đạt được mục tiêu của họ, bởi vì là họ đang nhận ra lạm phát và tăng lãi suất quá chậm trễ. Theo dự báo của Fed thì họ sẽ đưa mức lạm phát về mức là 2% vào năm 2025 và trong năm 2023 sắp tới thì sẽ không có một đợt giảm lãi suất nào cả. Và cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là trong năm 2023 thì Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng mức lãi suất và họ sẽ giữ mức lãi suất ở mức cao trong một khoảng thời gian để xem rằng, để theo dõi rằng là lạm phát nó có giảm hay không. Nếu như lạm phát nó bắt đầu nó giảm mạnh thì lúc đó họ mới tính đến phương án là bắt đầu giảm mức lãi suất. Và khi mà Fed bắt đầu cắt giảm mức lãi suất như vậy thì các ngân hàng họ sẽ khuyến khích người dân cũng như là doanh nghiệp được vay vốn và
cũng như đây là một quá trình mà bơm tiền ra ngoài thị trường trở lại, và thị trường tài chính như là crypto hay là thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ bắt đầu tạo đáy của chu kỳ ha các bạn. Thêm một thông tin về dữ liệu on-chain của Ethereum thì sau bản nâng cấp giờ mờ đã được diễn ra thành công và Ethereum đã chuyển dần sang cơ chế đó là Proof of Stake thì các thợ đào đã bị chấm dứt không còn đào được nữa ha các bạn. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là chỉ số mining difficulty nó đã bắt đầu nó giảm xuống rất là mạnh, nó giảm về mức không luôn ha các bạn. Vì vậy cho nên là Ethereum đang dần trở nên thân thiện hơn với môi trường rất là nhiều, lên đến là nó đã giảm cái việc là tiêu thụ năng lượng để đào ra Ethereum nó giảm đến tận là 90-95%. Thêm vào đó thì tại thị trường quyền chọn của ETH thì cả thị trường đang đầu cơ cho cái việc đó là giá của ETH nó sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới. Bởi vì là hiện tại chúng ta thấy được là đường màu xanh tại đây đại diện cho những hợp đồng mà call, tức là những hợp đồng mà đầu cơ tăng giá đối với ETH. Còn đường màu đỏ tại đây là những số lượng giá trị mà những cái hợp đồng mà put hay các bạn, tức là những cái hợp đồng mà đầu cơ là giá của ETH nó sẽ giảm xuống, hiện tại chỉ có giá trị là khoảng gần 2 tỷ đô mà thôi. Trong khi đó cái việc mà đầu cơ tăng giá của ETH nó lên đến tận là hơn 5 tỷ đô. Và điều này đang cho thấy rằng là cả thị trường đang rất là kỳ vọng vào giá của ETH nó sẽ bắt đầu tăng lên rất là mạnh sau bản nâng cấp giờ mệt cũng như là trong tương lai. Về biểu đồ kỹ thuật của ETH trong khung thời gian ngắn hạn, đó là khung thời gian 4 giờ, thì mình đang thấy rằng xu hướng chính vẫn đang là một xu hướng giảm. Thì qua cấu trúc, đỉnh sau nó đang thấp hơn đỉnh trước và đáy sau nó cũng đang thấp hơn các đáy trước, và nó tạo nên một con sóng giảm rất là mạnh như thế này hả các bạn. Và hiện tại thì mình đang thấy rằng ETH nó đang có một dấu hiệu khá là tốt, bởi vì là trong thời gian sắp tới nó có khả năng là nó sẽ bắt đầu nó hồi lên. Bởi vì là chúng ta có được là một setup phân kỳ đáy tăng giá khi mà giá nó đang tạo đáy sau, nó thấp hơn đáy trước. Nhưng trên chỉ báo RSI và trên chỉ báo động lượng histogram của chỉ báo MACD á, nó đang bắt đầu tạo các cái đáy sau, nó cao hơn đáy trước. Và cho thấy rằng là áp lực bán nó đang bắt đầu suy yếu dần, và khả năng mà giá nó hồi phục lên á, nó đang có chiếm cái xác suất nó cao hơn so với việc giá nó tiếp tục nó giảm. Và các bạn có thể thấy rằng là với tình trạng hiện tại thì giá của ETH nó có thể là nó sẽ đi ngang, sau đó thì nó sẽ bắt đầu nó tăng lên trở lại. Chỉ khi nào mà nó phá được vùng 1371 đô tại đây, chính là vùng màu đỏ tại đây ha các bạn, đây chính là một vùng đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm, thì lúc đó ETH nó mới bắt đầu nó trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn. Và trong thời gian sắp tới, có thể là tầm nửa tháng tới, thì mình kỳ vọng là giá của ETH nó sẽ bắt đầu nó hồi phục lên, và có thể là nó sẽ phá luôn cả cái vùng màu đỏ này để nó tiếp tục nó tăng lên quanh khu vực là tầm 1500 cho đến vùng 1600 đô. Tiếp theo là về tình hình dữ liệu on-chain của Bitcoin, đó là chỉ số MVRV Z-score. Và chỉ số này cho thấy rằng là vốn hóa thị trường của Bitcoin nó có đang thấp hơn so với vốn hóa thực tế của Bitcoin hay là không. Và chỉ số này hiện tại nó đang ở cái vùng khu vực là màu xanh lá cây tại đây hả các bạn. Và đây là được xem là một thời điểm rất là tốt để mua Bitcoin, bởi vì là khả năng mà giá nó tạo đáy là khá là cao, giống như trong các chu kỳ trước hả các bạn. Ví dụ như chu kỳ năm 2012 này, khi mà chỉ số MVRV Z-score này nó chạm vào vùng màu xanh lá cây, thì lúc đó giá của Bitcoin nó đã tăng lên rất là mạnh ngay sau đó. Cũng như là ở năm 2015 thì chỉ số này nó cũng giảm rất là mạnh về vùng màu xanh lá cây tại đây, thì lúc đó giá của Bitcoin đã tạo đáy của chu kỳ tăng trưởng. Và gần đây nhất đó là giai đoạn năm 2018-2019, cuối 2018 đầu 2019 ha các bạn, thì chỉ số này nó cũng rơi về vùng xanh lá cây. Lúc đó giá của Bitcoin đã tạo đáy và đi lên rất là mạnh như thế này. Còn trong giai đoạn hiện tại thì mình đang thấy rằng là chỉ số này nó cũng rơi về vùng màu xanh lá cây tại đây. Và qua chỉ số này thì nó đang nói với chúng ta đó là vốn hóa của Bitcoin hiện tại á, nó đang thấp hơn so với vốn hóa thực tế của Bitcoin, tức là Bitcoin đang bị định giá thấp ở trên thị trường. Và rất là tốt để chúng ta thực hiện cái phương pháp đầu tư, đó là mua trung bình giá theo định kỳ, có thể là hàng tháng hoặc là hàng tuần ha các bạn. Và ngược lại thì khi mà chỉ số Z-score này nó tăng lên đến cái vùng màu đỏ phía bên trên, thì lúc đó có khả năng là giá của Bitcoin đang bị định giá quá cao trên thị trường, và lúc đó thì nó sẽ chứng kiến là một áp lực bán rất là mạnh trên thị trường nó sắp diễn ra các bạn. Ví dụ như là ở năm 2013 thì chỉ số này nó đã rơi vào vùng màu đỏ, và giá của Bitcoin ngay lúc đó thì nó cũng đã giảm đi rất là mạnh ở những cái giai đoạn đó hả các bạn. Và ở năm 2017-2018 này thì chỉ số này nó rơi vào đúng cái vùng màu đỏ, và giá của Bitcoin cũng đã bắt đầu giảm ngay sau đó luôn hả các bạn. Và gần đây nhất là 2021 thì chỉ số này nó mé mé và vùng màu đỏ hả các bạn, thì lúc đó giá của Bitcoin đã rơi từ vùng 65.000 chỉ còn là vùng 28.000 đô mà thôi. Và trong giai đoạn này thì chỉ số này nó rơi về đúng vùng màu xanh, cho nên đây là một vùng mua rất là tốt đối với những bạn
thực hiện là phương pháp đầu tư dài hạn theo phương pháp đó là mua trong mệnh giá DCA. Team mình đang có một nơi chuyên cung cấp thông tin sát nhất vào thị trường crypto. Mọi người có thể tham gia bằng đường link mình để dưới phần mô tả của video này nhé. Hiện tại sự kiện Trading Volume cặp HDG USDC vẫn còn đang được diễn ra và nó sẽ còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc và có rất là nhiều phần thưởng đang khá hấp dẫn chờ mọi người tham gia. Khi chúng ta lọt vào top trading volume thì chúng ta sẽ có lời, cho nên là mọi người có thể tham khảo bài viết chi tiết cách tham gia, mình sẽ để dưới phần bình luận của video này nhé. Cuối cùng là về biểu đồ kỹ thuật trên khung thời gian ngày của Bitcoin thì như các bạn cũng đang thấy được, xu hướng chính trên khung thời gian ngày vẫn đang là một xu hướng giảm, nhưng mà hiện tại thì giá của Bitcoin đang nằm tại khu vực hỗ trợ mà trước đó giá đã hỗ trợ rất là nhiều lần và khiến cho giá nó bật tăng trở lại. Và tại đây thì các bạn có thể thấy rằng là nó đã có một lần này nó tăng lên và tại đây nó chạm lại lần nữa và nó tiếp tục nó tăng, và gần đây nhất thì nó cũng chạm vào một lần nữa tại vùng màu xanh này, nó đã tăng lên trở lại và hiện tại thì giá cũng đang rơi về vùng hỗ trợ này và đang tạo nên một cái tín hiệu đó là phân kỳ đáy tăng giá, bởi vì là với một áp lực bán như thế này nhưng mà chỉ báo RSI á, nó lại tạo các cái đáy sau nó cao các cái đáy trước, và chỉ báo động lượng histogram của MACD á, nó cũng đang báo rằng là giá nó đang bắt đầu là suy yếu về áp lực bán và nó đang tạo nên các cái đáy sau nó cao đáy trước và tạo nên một sự phân kỳ tăng giá ở trên khung thời gian ngày. Vì vậy cho nên khoảng thời gian này mình đang canh là khi nào mà nó có setup tăng giá rõ ràng, ví dụ như là bullish engulfing, thì lúc đó mình sẽ mở những vị thế mua vào ở đối với Bitcoin cũng như là các cái đồng altcoin khác, bởi vì là mình kỳ vọng là từ giai đoạn này cho đến đầu tháng 11 thì Fed mới bắt đầu họp trở lại và có thể tăng mức lãi suất tiếp theo là 0.75%, cho nên lúc đó thì thị trường mới bắt đầu nó giảm mạnh. Còn hiện tại thì mình vẫn đang canh những vị thế mà nó mua lên tại khu vực hỗ trợ trên khung thời gian ngày của Bitcoin. Và cụ thể hơn khi chúng ta zoom vào khung thời gian ngắn hạn, đó là khung thời gian 4 giờ, thì mình đang thấy rằng là sự phân kỳ nó đang xuất hiện rất là rõ ràng. Khi mà giá tạo đáy sau này, nó thấp hơn đáy trước, nhưng mà trên chỉ báo động lượng histogram MACD á, nó đang tạo đáy sau, nó cao đáy trước, và RSI thì nó cũng đang tạo đáy sau, nó cao đáy trước. Tại đây thì mình đang chưa thấy là có tín hiệu nào về nến cho thấy là sự tăng giá. Tuy nhiên là trong thời gian sắp tới thì mình kỳ vọng là giá của Bitcoin nó sẽ bắt đầu nó phá được đường trendline giảm giá màu đen này và nó phá được vùng màu đỏ này. Vùng này là vùng mà đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất trong một xu hướng giảm mà các bạn, và vùng này là vùng 20.129 đô. Chỉ khi nào giá Bitcoin nó tăng lên, nó vượt được vùng màu đỏ này thì lúc đó chúng ta mới có cửa là tăng lên được vùng là 24-25.000 hoặc là vùng cao hơn, đó là vùng 28-30.000 trên khung thời gian ngày của Bitcoin. Tóm lại thì mình đang thấy rằng là việc Fed tăng một lần 0.5% lãi suất trong một trong hai cuộc họp ở cuối năm nay thì nó sẽ có tác động tích cực đến giá của Bitcoin cũng như là cả thị trường crypto, bởi vì là khi mà thị trường nhận thấy rằng là Fed đang giảm tốc độ tăng lãi suất là 0.75%, chỉ còn 0.5% cho một lần họp như vậy, thì nó sẽ có tác động rất là tích cực đến tâm lý của các nhà đầu tư, cũng như là nó sẽ khiến cho các nhà đầu tư trở nên là bắt đầu lạc quan hơn trên thị trường. Vì vậy giai đoạn cuối năm nay là giai đoạn mà có xác suất cao đến tận là 70-80% là thị trường nó sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Năm 2023 thì theo các dự đoán thì Fed vẫn sẽ chưa giảm mức lãi suất, bởi vì là họ sẽ còn theo dõi chỉ số lạm phát nó sẽ như thế nào nữa ha các bạn. Thêm vào đó, dữ liệu on-chain của Bitcoin đang cho thấy rằng là vốn hóa thị trường của Bitcoin đang bị định giá thấp, cho nên đây là một giai đoạn rất là tốt để chúng ta thực hiện chiến lược đầu tư, đó là mua trong mệnh giá. Bởi vì là trong giai đoạn này thì phương pháp này là một phương pháp rất là hiệu quả cũng như là tốt nhất trong giai đoạn này ha các bạn. Nếu anh chị thấy thích video và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì đừng quên nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo, chia sẻ quan điểm cá nhân. Quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải lời khuyên đầu tư tài chính. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.